Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Đợt này thì ở Hà Nội đang mưa và đang có bão nên là mưa rất là nhiều. Xe thì em không thể nào mà mang ra ngoài để quay cho mọi người xem được. Thứ nhất là nó sẽ hình ảnh nó sẽ bị những cái hạt mưa nó hắt vào camera, nhìn rất là khó. Quý anh chị ở nhà nhìn qua video thì rất khó. Mà em quay ở trong nhà thì ánh đèn nó cũng không thể nào mà được sáng như ở ngoài được. Nên là nó cũng xe nó cũng hơi tối một chút thì mong quý anh chị cũng hết sức thông cảm nha. Vì hiện tại thì ngoài trời cũng tối, mà ở trong nhà thì ánh sáng nó cũng chỉ được một phần nào thôi. Nên là em sẽ thường xuyên quay ở trong nhà, mong quý anh chị thông cảm cho em. Đó. Bây giờ thì em có một chiếc i20 Active. Chiếc xe này của em là phiên bản hatchback, xe nhập khẩu mọi người nhá. i20 Active nhập khẩu, sản xuất năm 2017. Rất là hiếm luôn. Dòng này nếu như mà 15-16 thì khá là nhiều. Tuy nhiên là 2017 mà xe nhập khẩu thì rất là hiếm và ít. Điều đặc biệt một chút nữa là chiếc xe này của em chạy cực kỳ ít, 5.6 km. 56.000 đấy ạ. Xe còn rất là mới. Lên thêm một số cái đồ chơi rồi. Bây giờ em sẽ cho mọi người ngắm qua nhé. Nước sơn của nó thì rất là đẹp đấy, nhưng mà nó hơi có cái hạt mưa này, thì mong mọi người thông cảm nhé. Đây ạ, đây là khoang nội thất của chiếc xe. Ghế lái ạ. Bên kia là ghế phụ à. Chiếc này rất là mới. Hơi mưa nhá, mọi người thông cảm giúp cho em. Đó. i20 Active. Bản này là bản form mới rồi nên là nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái đời trước đó. Trên bản này của em thì chủ xe họ rất là giữ, cho nên là đèn rất là sáng và cơ bản là chạy ít ạ. Chỉ loanh quanh đi ở Hà Nội thôi ạ, chỉ đi ở Hà Nội và gần như là không đi ra khỏi thành phố luôn. La răng thì không hề bị chém xước một chút nào, rất là đẹp và mới. Đây ạ. Đó. Rồi ở đây thì có màn hình Android. Cái này lát nữa em sẽ mở cho mọi người xem. Quý anh chị nào mà đang định tìm một chiếc xe ở cái tầm tiền mà loanh quanh trên dưới 500 400 mấy đến 500, từ 400 rưỡi đến 500 triệu ấy, để đi gia đình rồi thì chạy đi chạy lại nhỏ gọn, thì tham khảo chiếc xe này nhá. Chiếc này thật sự là rất là hợp lý trong cái tầm tiền, vừa phải nhỏ gọn. Ở đây ạ. Đó. i20 Active. Dòng này rất là hiếm đấy ạ. Tại vì nhập khẩu 2017 như này thì hiếm lắm, rất là mới. Xe ở trên thị trường thì khá là nhiều, tuy nhiên mới được như xe này của em thì không có nhiều đoạn, rất là hiếm. Hiện tại thì bên em vẫn có thể hỗ trợ mọi người vay đến 70% cho những chiếc xe của mình, giao xe toàn quốc. Và đặc biệt là bên em vẫn cam kết chất lượng, đảm bảo cho quý anh chị xe không đâm đụng, không ướt nước, máy móc nguyên bản. Và anh chị yên tâm, anh chị có thể mang xe vào hãng hay bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để có thể kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Bên em nhận thu mua, đổi các lại các dòng ô tô đã qua sử dụng nhé. Mọi người nếu như muốn đổi các chiếc xe của mình thì bên em vẫn nhận đổi các nhé, yên tâm ạ. Hoặc là anh chị muốn bán thì bên em vẫn nhận mua lại. Lốp này mới thay rất là dày. Đó. Mua xe cũ này nếu như mà dàn lốp mà mới thay thì anh chị cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Và sau này thì đi thì cũng đỡ phải quan tâm đến cái việc chăm sóc nó về cái phần lốp. Cái phần babule ở đây này, nó rất mới luôn, không hề bị xước sát hay là bị chém nhiều. Thì cơ bản là chủ xe họ rất là cẩn thận, nên là anh chị cứ yên tâm. Cái dòng tiền mà từ 400 mấy đến 500 triệu để mua cho vợ hoặc là mua một chiếc xe gia đình sử dụng thì có lẽ chiếc này là một trong số những chiếc xe thật sự là đáng để mọi người có thể suy nghĩ và cân đối để bỏ tiền ra mua. Kỳ bảo dưỡng là 45.000 thì hiện tại đang là 56.000 rồi. Đấy,
bảo dưỡng rất là đều đặn và đầy đủ mọi người nhá. Vô lăng lái rất là nhẹ, và đặc biệt là cái này mà các anh chị mà lái yếu ấy, hoặc là các chị mà lái ấy, thì rất là tiện này, vì nó nhỏ gọn, lái rất là thích những cái xe này này. Đó, chạy rất là thích luôn. i20 Active mọi người nhá. Màn hình Android, có camera lùi rồi. À, camera lùi thì được tích hợp ở trên chân gương. Tất cả những cái xe Hàn Quốc ấy, xe nhập ấy ạ, thì đều được tích hợp camera ở chân gương mọi người nhá. Đấy là nguyên bản và tiêu chuẩn của xe Hàn. Ở đây thì vẫn có thể kết nối USB và chìa khóa thông minh hết rồi. Đầy đủ full option rồi. Đó. Rồi, bây giờ thì xin phép cho em được báo giá để cho mọi người cùng tham khảo về chiếc xe này. Hiện tại chiếc i20 bản Active sản xuất năm 2017, xe nhập khẩu màu đỏ, chạy 56.000 km, rất mới như thế này. Bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 465 triệu mọi người nhá. 465 triệu, giá có thể thương lượng một chút nếu như anh chị thiện chí với chiếc xe này của em. Chi tiết thì mọi người alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình để thương lượng và trao đổi về giá cả. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.